Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành Đô Vlog đăng tải video lên các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog Và bây giờ mời các em mở sách và bài tập lịch sử lớp 4 Trang 18 Bài 9 Nhà Lý rời đô ra Thăng Long. Bài tập số 1 đánh dấu ích và ô trống trước những ý đúng. A nhỏ đến thành Cũ Đại La, vua Lý Thái Tổ thấy đây là Nơi giống với Hoa Lư, vùng đất trung tâm đất nước, đất rộng lại màu mỡ, muôn vật phong phú tốt tươi. Vùng đất chật hẹp, ngập lụt. Vùng núi non hiểm trở. Thì đâu là ý đúng trong các ý này? Thì ở đây các em biết là năm 1005. Lê Đại Hành mất. Lê Long Đĩnh lên làm vua. Nhà vua tính tình bạo ngược nên lòng người rất là oán hận. Bấy giờ trong triều có viên quan tên là Lý Công Uẩn, ông vốn thông minh, văn võ đều tài đức, độ cảm hóa được lòng người. Do vậy mà khi vua Lê Long Đĩnh mất, các quan trong triều đã tôn Lý Công Uẩn lên làm vua, đó là vua Lý Thái Tổ. Nhà Tiền Lê chấm dứt, nhà Lý bắt đầu từ đây, tức là từ năm 1009. Thì mùa xuân năm 1010, một lần từ Kinh Đô Hoa Lư trở lại thăm quê nhà ở Cổ Pháp, Bắc Ninh. Lý Thái Tổ có ghé qua thành cũ Đại La, nay là Hà Nội. Vua thấy đây là vùng đất ở trung tâm đất nước. Đất rộng lại bằng phẳng, dân cư không khổ vì ngập lụt, muôn vật phong phú tốt tươi. Càng nghĩ, vua càng tin rằng muốn cho con cháu đời sau xây dựng cuộc sống ấm no thì phải rời đô từ miền núi chật hẹp Hoa Lư về vùng đất đồng bằng rộng lớn màu mỡ này. Thì mùa thu năm ấy, Kinh Đô đã được rời ra thành Đại La. Lý Thế Tổ phán truyền đổi tên Đại La thành Thăng Long. Như vậy là đến thành cũ Đại La, vua Lý Thế Tổ thấy đây là Vùng đất trung tâm đất nước, đất rộng lại màu mỡ, muôn vật phong phú, tốt tươi. Bê nhỏ, năm vua Lý Thái Tổ rời đô ra thành Đại La là năm 938, năm 981, năm 1010 hay là năm 2010. thì chúng ta biết là Lý Thái Tổ rời đô ra thành Đại La vào mùa thu năm 1010. Mùa thu năm 1010, kinh đô được rời ra thành Đại La, Lý Thái Tổ phán truyền đổi tên Đại La thành Thăng Long. Như vậy là các em chọn là 1010. Còn năm 938 là chiến thắng Bạch Đằng lịch sử này. Năm 981 là cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất này. Xe nhỏ tại kinh thành Thăng Long, nhà Lý đã xây dựng nhiều lâu đài, xây dựng nhiều lăng tẩm, xây dựng nhiều cung điện, đền chùa, tạo lên nhiều phố, nhiều phường nhộn nhịp. Thì chúng ta biết là tại Kinh Thành Thăng Long, nhà Lý cho xây dựng nhiều lâu đài, cung điện đền chùa, nhân dân tụ họp làm ăn ngày càng đông, tạo lên nhiều phố, nhiều phường nhộn nhịp và vui tươi. Như vậy là tại Kinh Thành Thăng Long, nhà Lý đã thứ nhất là xây dựng nhiều lâu đài, thứ hai là xây dựng nhiều cung điện đền chùa. Và thứ ba là tạo lên nhiều phố, nhiều phường nhộn nhịp. Như vậy ở đây các em chọn 3 ý trong 4 ý. Các em bỏ ý xây dựng nhiều lăng tẩm lên đi. Cái này là không đúng. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Ghi chữ S và ô trống dưới khung chữ có nội dung không đúng khi nói về hiện vật của Kinh Đô Thăng Long thời Lý. Hình đầu rồng trống đồng lá đề chim phượng hay là mũi tên đồng ở đây các em ghi chữ S và ô trống dưới khung chữ có nội dung không đúng thì chúng ta biết là hiện vật của kinh đô Thăng Long thời Lý gồm lá đề chim phượng rồi là chim uyên ương lá đề chim phượng này hai là chim nguyên nương này ba là đầu rồng như vậy đây là mũi tên đồng là sai mũi tên đồng là sai các em điền chữ s rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video và các em đừng quên ủng hộ kênh Thành đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành đô Vlog đăng tải video lên các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành đô Vlog. Và các em cũng có thể ủng hộ kênh Thành đô Vlog bằng cách nhấn vào nút like và nút chia sẻ. Các em chia sẻ video cho bạn bè cùng lớp của các em cùng xem. Như vậy là các em đã góp phần ủng hộ kênh Thành Đô Vlog rất là nhiều. Để cho kênh Thành Đô Vlog có thêm nhiều động lực làm nhiều video hữu ích hơn để cho các em học tập. Và các em cũng có thể xem những video về học toán như là toán sách giáo khoa toán vở bài tập, toán nâng cao lớp 4 tại kênh học toán online. Thì ở trên ứng dụng YouTube nó có cái ô tìm kiếm thì các em chỉ cần gõ từ khóa là học toán online và các em bấm tìm kiếm là các em sẽ tìm được kênh. Rồi như vậy là xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc các em học tốt.